đường đường chiều làng Đắk Lắk, huyện ở đây huyện huyện gì ta, Cờ Rông Búc Đắk Lắk nha cả nhà, đường chiều. Rất yên tĩnh, rất đẹp. Chiều hoàng hôn là Tây Nguyên nha cả nhà. Lên con đường mình chia sẻ với cả nhà là nó bên này mà là con đường huyền thoại này. Bay đường tèo cao nhất. Đường huyền thoại của Tây Nguyên nha cả nhà. Có người Tây Nguyên là có cái đường này thôi. Bên đó bên mình. Rồi, cảm ơn. Rồi, lên dốc nha, lên dốc, dốc cao nha. Dốc quá cao. Đây tới vườn tới nhà cả nhà. Đây vườn này chòi nè. Đây là chòi để giữ vườn làm vườn, nhưng giờ mình quay cho cả nhà coi nha. Bên này đó. Cái đu đủ này chạy qua trời luôn, cái chân luôn. Đu đủ. Cái chân chạy chính luôn. Chân quá trời trái luôn. Còn bên này là chân dây nha cả nhà. Đây. Ở đây thì cái gì mà thấy chân dây quá trời mà chạy to quá, to đẹp luôn. Rồi chân dây quá to luôn. Mà nhiều lắm nha. Vừa to mà vừa nhiều nữa chứ không phải là to không đâu. Quá trời luôn. 5-9 ngọn cây còn có luôn. Bao quanh luôn. Quá trời trái. Quá trời trái mình chạy to không trời, quá trời đã luôn. Sum xê. Chùm nha. Chân dây nha cả nhà. Chùm chân dây nha. Quá sai trái. Chịu cần. Đấy, cà chua quá trời cả nhà. Giờ mình hái cà chua luôn nha cả nhà. Cà chua nha. Đây, cà chua này lên Đắk Lắk là thấy cà chua đã quá, tự tay hái cà chua nha.
Trời ơi, chùm cà chua nè. Bứt. Đó, chùm cà chua nha. À, đấy, cà chua, quay cà chua cho cả nhà coi nha. Mình mở chân dây nha. Nhưng mà cà chua này thấy đã hôm nay hại chùm rồi. Nhưng mà giờ mình quay tổng hết xong rồi mình cắt. Mình lại kéo á, mình cắt chùm nha, bứt không được nha cả nhà. Rồi, mình cắt từng chùm xong mình bỏ rổ xong mình quay cả nhà coi nha. Rồi, giờ hại được nhiêu đây cả nhà? Hại nó gom lại bỏ cái rổ nè, nó nhưng mà còn ít nên chưa chín nữa để lại nha. Chùm nè. Hãy chỉnh chùm chỉnh nhiều mình hãy để đây hãy bỏ rổ nha cả nhà. Đó, được rổ nha. Nhìn đẹp quá đẹp luôn. Đây khoai tía nha cả nhà. Khoai tía. Rồi chân dây nha cả nhà, chân dây nè, chân dây vừa hại xong rồi. Hôm nay rổ này giống hòn bi quá. Cái này cà chua bi hả? Cà chua gì? Cà chua tẩm, cà chua bi rồi. Cà chua bi nha cả nhà. Đó, đây là Đắk Lắk nha. Còn ở Bình Phước mình trồng không được. Đi Đắk Lắk là quá trời quà luôn. Đấy. Đây từ đấy. Đó, này là chân dây nha, còn giờ đây là cụ từ nha cả nhà. Cụ từ Đắk Lắk này, cụ từ nhìn thì sợ chưa? Chào bá luôn. Rồi, đó. Quá trời luôn. Mà cái nào cái đó là to. Quá to luôn. Khoai tía. Quá trời luôn. Nay chắc phải đi Đắk Lắk hoài đúng không á nha cả nhà. Đắk phong quá. Quá trời luôn. Đây đây là qua Đắk Lắk nha cả nhà. Cái đội chắc con không đây. Không, cái này là 40 năm. Cái này 40 bốn mấy năm nha. Cái này phải 45 năm. Này là chung qua Đắk Lắk, qua Đắk Lắk nha. 45 năm. Rồi. Đây, giấy này. Hai vợ chồng đi mua. Nó đổ vào đây luôn. Đổ vào đây. Cái lại. Chúng mà đây. Đổ vào đây. À đây có ấy đây. Đổi vào qua Đắk Lắk qua nha, qua Đắk Lắk. Ở đây quay ở đây cho đó, quay đổ vào nè. Rồi. Rồi cái này là qua hơi bị nhiều nha. Ô được bùng quá. Bỏ bao vô luôn nha chị. Đây qua Đắk Lắk nha cả nhà. Nhưng mà tỉnh làm thêm vài bao cà phê nữa. Bảo vô trong đây về nha. Thôi cái này để lên xe đi. Con lên xe đi.